Và cái thông tin kế tiếp này đây là một thông tin mà Thuận đã chia sẻ ngày hôm qua thì nhiều bạn nói với Thuận là cái biểu đồ Thuận chia sẻ về cái thời gian của một cái mùa tăng trưởng là bao nhiêu đó thì biểu đồ đó quá mờ thì biểu đồ qua đó là thường không biết là họ lấy đâu cho nên thường đã chia sẻ trên mạng xã hội đó một cái biểu đồ rõ hơn mà cũng nói lên cái điều tương tự các bạn thấy được đây là cái biểu đồ cho chúng ta thấy được là chúng ta đã trải qua ba mùa tăng trưởng nhưng mà thật ra chúng ta đang nằm trong mùa tăng trưởng thứ ba này và mỗi mùa tăng trưởng nó thì dài hơn như là biểu đồ này cho các bạn thấy là mùa tăng trưởng đầu tiên cho đến năm 2013 đó thì mùa tăng trưởng nó là dài 90 tuần và cái sự bắt đầu của mùa tăng trưởng đó cho đến cái phút cuối là năm 2017 đó là 162 tuần và mùa tăng trưởng này sẽ là 180 tuần chỉ khác cái biểu đồ hôm qua đó biểu đồ hôm qua là chúng ta so sánh cái thời gian là từ đáy của cái mùa tăng trưởng đó cho đến đỉnh của mùa tăng trưởng kế tiếp nhưng mà cái đợt này đó thì họ so sánh là cái đỉnh của cái mùa tăng trưởng trước đó cho đến cái thời gian mà chúng ta trở lại cái thời gian mà đạt cái đỉnh thì chúng ta thấy được đó là trong biểu đồ này cho chúng ta thấy được là cái tình hình này thì cũng tương tự như là tôi chia sẻ ngày hôm qua thì vẫn cho chúng ta thấy được là cái mùa tăng trưởng thì bây giờ nếu tính theo thời gian thì sẽ kết thúc vào tháng 6 của năm nay có nghĩa là chúng ta còn khoảng chừng vài tháng nữa đây là chúng ta tính theo thời gian và có một cái biểu đồ khác ở trên trading view cũng cho các bạn thấy được là cái tình hình tương tự nhưng mà biểu đồ này đó thì chia sẻ theo ba cái đợt các bạn thấy được là chúng ta bắt đầu một mùa tăng trưởng là chúng ta ở cái mùa bull market sau đó chúng ta đi vào cái mùa kế tiếp đó chính là cái mùa đông crypto hay là mùa bear market và sau đó chúng ta đi vào một cái mùa gọi là cái mùa tích lũy và dựa theo cái người này ở trên trading view đó thì cho chúng ta thấy là cái sự tăng trưởng đợt này sẽ kết thúc vào khoảng chừng là cuối năm 2021 này có nghĩa là chúng ta thấy đây là một biểu đồ cho chúng ta thấy được là chúng ta sẽ có sự tăng trưởng đến cuối năm thật ra biểu đồ nào mới đúng biểu đồ nào mới không đúng thì không ai có thể biết được tại vì đây chỉ là một cái sự chuẩn đoán mà thôi cho nên chúng ta phải xem nhiều thông tin với nhau như là thông tin liên quan đến là thời gian cũng như là thông tin liên quan đến là những cái chỉ số mà chúng ta hay nhìn như là các bạn thấy được những chỉ số liên quan tới là NUPL hay là chúng ta nói tới cái chỉ số liên quan tới R hodler Dollar nhưng chỉ số này bây giờ vẫn chưa cho chúng ta thấy là chúng ta đã tới đỉnh cho nên khi nào mà chúng ta có những cái dấu hiệu là chúng ta đã bắt đầu tới đỉnh rồi Thường sẽ chắc chắn chia sẻ với các bạn và nhiều bạn hỏi Thuận là khi nào Thuận mới có cái ý định là chốt lời premium, chốt lời Bitcoin tại vì bây giờ đã giá đã tăng lên quá nhiều thì Thuận vẫn chưa có cái ý định đó cho đến khi nào mà Thuận có được những thông tin là chúng ta thấy được là R hodler Dollar thì cái đường mà màu cam này đã đi vào cái vùng màu đỏ rồi hay là chúng ta nói tới là NUPL, cái đường màu xanh lá cây này đã đi vào coi dùng màu xanh dương rồi Thì lúc đó Thuận mới có những cái suy nghĩ đó Nhưng mà chúng ta tới bây giờ, Thuận vẫn tiếp tục đầu tư và trung bình giá Và đương nhiên, cái đồng mà Thuận đang trung bình giá rất mạnh bây giờ, như bạn cũng đã biết Đó chính là đồng Ethereum Chúng ta bây giờ hãy nói tới một số những cái thông tin khác Đó chính là cái thông tin liên quan tới là ngày hôm nay thì tình hình thời đào như thế nào? Các bạn thấy đây chúng ta nhìn vào cái thời đào nghĩa là chỉ số MPI đó thì chúng ta có đã biết là chỉ số này nếu như mà trên con số 2 thì có nghĩa là thời đào đang bán rất nhiều thì tình hình cũng không có nhiều cái sự khác biệt để thùng refresh channel lại hình như là đây là thông tin mà chúng ta đã thấy ngày hôm qua rồi thì chúng ta thấy là thông tin ngày hôm nay thì sau thì thùng refresh các bạn thấy được ngày hôm nay là một ngày mà chúng ta thấy cái số lượng Bitcoin được bán với thời đào đã giảm xuống đã lâu rồi chúng ta không thấy cái số lượng Bitcoin không bán và thể đào giảm chỉ số chỉ còn có 1,27 trên số 2 nghĩa là bán nhiều dưới số 2 nghĩa là không bán nhiều thì 1,27 này đã các bạn thấy được là lần cuối cùng chúng ta thấy chỉ số này đó là đã trả về trước ngày 22 tây trước khi chúng ta có cái sự tăng trưởng nhiều thời đào bán liên tục trong thời gian một tuần qua từ ngày 24 cho đến mãi tới cái ngày 31 tây bây giờ chúng ta đã trở về ở cái mức là 1,27 và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới cái thông tin liên quan đến Bitcoin hiện bây giờ đó là cái tình hình là Bitcoin ở trên sàn là người ta nạp vào nhiều hay là người ta rút ra nhiều thì để thuận zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì các bạn thấy được là ngày hôm nay thì cũng tương tự như ngày hôm qua cái số lượng Bitcoin nạp lên trên sàn ít hơn là cái số lượng rút ra cho nên thường thấy là có một số bạn nói là có thông tin là nhiều Bitcoin được đưa lên trên sàn thì có thể là đúng nhưng mà các bạn chỉ nhìn vào một phía mà thôi các bạn phải coi coi là bao nhiêu Bitcoin rời khỏi sàn thì chúng ta mới thấy được cái nhìn tổng quát chứ còn đương nhiên chúng ta chỉ nhìn vào cái nguồn nạp vào thì có thể nhiều bạn lo lắng nạp vào quá nhiều nhưng mà nạp vào quá nhiều nhưng mà cái sự rút ra là bao nhiêu mới là quan trọng tình hình của ngày 3 tây tháng 2 thì cái số lượng nạp vào so với rút ra đó thì người ta rút ra nhiều hơn là nạp vào nhiều hơn không có nhiều 210 đồng bịch kho mà thôi ngày trước đó cũng vậy nhiều hơn là 2.145 bịch có nghĩa là rút ra nhiều hơn là nạp vào và chúng ta muốn thấy cái chỉ số này đó, cái đường màu đỏ này đi xuống có nghĩa là chúng ta thấy bịt kho mất đi trên sàn. Đó là một điều sẽ gây ra cái áp lực đối với lại cái nguồn cung. Và nếu nguồn cầu như vậy hạ tăng thì sẽ dẫn đến là giá tăng lên. Chúng ta bây giờ hãy chuyển qua nói về Terminium đi. Thì các bạn thấy được là một trong những cái chỉ số chúng ta phải theo dõi liên tục đó chính là bao nhiêu Ethereum, bao nhiêu phần trăm Ethereum bây giờ đã đang được nạp vào Ethereum 2.0 tại vì đây là cái đường màu đỏ cho các bạn thấy được là bao nhiêu Ethereum được nạp vào Ethereum 2.0 thì con số bây giờ là 2,56% có nghĩa là 2,56% của Ethereum trên thị trường đã bị nạp vào trong cái mạng lưới Ethereum 2.0 có nghĩa là sẽ không có mặt trên thị trường nữa và ít nhất là một năm sau chúng ta mới thấy sự xuất hiện của những cái Ethereum này và các bạn thấy được là trong thời gian qua đường màu đỏ này liên tục tăng trưởng Nhưng mà chúng ta thấy được là cái phần trăm tăng trưởng nó ít đi Chúng ta muốn thấy đường màu đỏ này tăng trưởng mạnh Thì khi chúng ta thấy được cái đường màu đỏ này tăng trưởng mạnh đó Đây là một trong những cái yếu tố cho các bạn thấy là có rất nhiều người Đang rất có đồng tin đối với Ethereum cho nên mới chấp nhận lóc lại Trong thời gian một năm tới đây Tại vì chỉ khi nào mà chúng ta bước qua cái chu kỳ Ethereum 2.0 là giai đoạn 1 hay là 1.5 Thì những người stake Ethereum mới có thể rút ra được Và đương nhiên càng nhiều Ethereum được nạp vào mạng lưới Ether 2.0 thì sẽ càng ít Ethereum trên thị trường hơn. Đó là điều mà chúng ta muốn thấy nếu các bạn muốn thấy giá cả tiếp tục tăng. Chúng ta bây giờ hãy nói tới Ethereum thì thông tin tương tự như là Bitcoin thì các bạn thấy được là trong cái thời gian 2 ngày qua đối với lại Ethereum đó thì tình hình khác là một Bitcoin một chỗ là trong thời gian qua các bạn thấy được là có nhiều ngày Ethereum có nhiều item được rút ra khỏi sàn hơn là nạp vào cho nên khi các bạn thấy được là nhìn vào thời gian dài hạn hơn thì cái số lượng item bị mất đi trên sàn đó đó là một cái sự mất đi rất là kinh khủng chúng ta đã nhìn thấy những cái biểu đồ như là chúng ta nhìn vào cái biểu đồ bao nhiêu item đang nằm trên sàn thì các bạn thấy được là cái số lượng item đường màu đỏ này đã mất đi và mất đi rất là nhiều và như được chia sẻ trước đây đó, khi mà thường chia sẻ những thông tin này thì sẽ nhiều bạn nhìn vào thời gian quá ngắn hạn mà nói là thường cứ nói là premium mất đi trên sàn nhưng mà lại không thấy giá tăng tại vì các bạn nhìn vào thời gian quá ngắn hạn. Các bạn thấy được là chúng ta nói tới thông tin này bắt đầu là từ khoảng chừng là cuối tháng 10. Thường nhớ là thường đã chia sẻ rất nhiều về thông tin này và tháng 11, tháng 12, tháng 1 thì các bạn thấy rất rõ ràng là nếu chúng ta nhìn thời gian dài hạn hơn thì rất rõ ràng khi mà đường màu đỏ này đi xuống thì cái đường màu đen này nghĩa là giá cả tăng lên và đây là cái tình hình mà các bạn thấy hiện bây giờ cái số lượng Ethereum có mặt trên sàn bây giờ rất là ít và nếu như chúng ta có những đơn vị lớn mà đột ngột muốn thu mua Ethereum thì giá cả sẽ rất khó nói giá cả có thể đã tăng rất là mạnh đây là điều mà Thuận đã chia sẻ với bạn trước đây nói từ Ethereum đó thì chúng ta sẽ nói tới một cái thông tin mà nhiều bạn bây giờ đang lo lắng đó chính là liên quan tới cái sự ra đời của Ethereum future trên sàn CME thì các bạn thấy được, được thông tin bây giờ đó thì là ngày 8 tây tháng 2 chúng ta sẽ có cái hợp đồng Ethereum ở trên sàn CME. Đây là một hợp đồng tương lai. Thì chúng ta thấy được là ngày 8 tây có nghĩa là còn khoảng chừng 5 ngày nữa. Thì thường đã chia sẻ trước đây đó là chúng ta có khả năng là thấy giá Ethereum giảm khi mà chúng ta thấy À, hợp đồng tương lai này được ra đời tại vì có thể nhiều người dựa vào thông tin này để mà thu mua Ethereum và họ sẽ xả hàng khi mà chúng ta thấy là thông tin này đã trở thành sự thật, có nghĩa là ngày 8 tây. Thì trước đây đó, năm 2017 đó, các bạn thấy là lúc đó Bitcoin cũng có cái sự kiện tương tự, đó chính là sàn CME sẽ có cái hợp đồng tương lai cho Bitcoin và đây là cái thông tin vào ngày 17 tây tháng 12, đó chính là cái ngày mà Bitcoin Future có mặt trên sàn CME, một sàn cho giao dịch hợp đồng tương lai rất nổi tiếng ở Hoa Kỳ là một sàn mà nhiều nhà đầu tư có tiền sử dụng thì chúng ta thấy được là ngày 17 tây tháng 12 thì lúc đó tình hình như thế nào để thường chuyển qua để chúng ta thấy được là biểu đồ đến ngày đi và chúng ta sẽ trở về cái thời điểm là ngày 17 tây tháng 12 của năm 2017 thì tình hình lúc đó là ra sao thì đi thường zoom vào để các bạn thấy rõ hơn thì chúng ta đang nhìn vào tình hình của Bitcoin năm 2017 tháng 12 thì các bạn thấy được là tình hình lúc đó Giá Bitcoin ngày 16 tây thì các bạn thấy được đã lên tới cái mức là 19.800 Nhưng mà cái ngày mà Bitcoin future ra đời trên thằng CME đó Thì các bạn thấy được là giá đi xuống chứ không phải là đi lên Thì nhiều người bây giờ lo sợ là tình hình này cũng có thể xảy ra Nhưng mà chúng ta nhìn vào cái tình hình tăng trưởng của Bitcoin đi Ở thời điểm đó các bạn thấy được là từ ngày 10 tây Giá Bitcoin khoảng 15.000 và lên tới cái ngày mà 17 tây Nghĩa là lúc mà Bitcoin future ra đời trên thằng CME đó Thì các bạn thấy giá tăng 30% tăng 30% trong thời gian từ ngày 11 tới ngày 17 tây nghĩa là 6 ngày. Thì các bạn thấy được là tin thì bây giờ đối với lại temium thì như thế nào? Chúng ta sẽ chờ đợi coi coi là trong vòng 5 ngày tới đây cái phần trăm tăng trưởng của Ethereum như thế nào. Nếu như mà tăng trưởng mạnh thì đó mới là điều lo ngại chứ còn bây giờ chúng ta vẫn chưa có biết được. Nhưng mà đây là một điều mà thường muốn nói trước để các bạn à, hiểu về tin hình bây giờ mà thôi. Và đối với lại Ethereum thì các bạn thấy được là bây giờ cái phí trên mạng lưới của Ethereum rất là cao Các bạn thấy được là có thể nói là cao, gần như là cao nhất à, mọi thời đại rồi Chúng ta thấy được là cao nhất trong cái bảng xếp hạng này đó là chúng ta thấy là cách đây không có lâu Cách đây là khoảng đầu của tháng 1 ngày 11 Tây Lúc đó cái phí của Ethereum lên tới 16 đồng 52 cent Thì cho đến ngày hôm nay cái phí trung bình là 16 đồng 40 cent thì chúng ta thấy được là mạng lưới của Ether đang bị tắt nghẽn. Bây giờ là những cái ứng dụng DeFi trên mạng lưới Ether là đang được nhiều người ưa chuộng và chúng ta muốn thấy tình trạng này đó có thể là được giải quyết thì chúng ta chỉ có thể là chờ Ether 2.0 mà thôi. Cho nên cái sự thành công của Ether 2.0 rất là quan trọng. Chúng ta bây giờ vẫn tiếp tục quan sát coi coi là Ether 2.0 sẽ thành công như thế nào. Tại vì bây giờ rất nhiều người đang trông chờ sự thành công của Ethereum. Và có một bài viết ở trên Contact Graph nói là nhiều cái người mà sử dụng những cái ứng dụng DeFi đó, có nghĩa là những cái ứng dụng tài chính tập trung đó, thì đã chuyển qua và sử dụng mạng lưới của Flamingo. Flamingo là mạng lưới của NEO. Thì thực ra mà nói là cái vấn đề ở đây đó không phải là mạng lưới chậm hay là nhanh, mà cái vấn đề đây là mạng lưới đó hệ sinh thái như thế nào. Tại sao mà nhiều người biết là Terminium đã có khả năng là bị tắt nghẽn mạng và nhiều người biết là Ethereum đó là một mạng lưới mà bây giờ là vẫn chưa có cái sự nâng cấp cần thiết Tại vì chúng ta vẫn đang chờ đợi Ethereum 2.0 Nhưng mà họ vẫn gây dựng cái ứng dụng của mình trên mạng lưới Ether Thì chúng ta cũng đã biết là tại vì hệ sinh thái rất là mạnh Bây giờ chúng ta có rất nhiều những ứng dụng là có thể hỗ trợ lẫn nhau Cho nên bây giờ nhiều người khi mà họ có một ứng dụng DeFi đó Họ vẫn muốn có được cái sự lợi ích đến từ mạng lưới DeFi của Ether Cho nên họ vẫn sẽ sử dụng cho nên không biết được là cái thông tin này sự thật là bao nhiêu Nhưng mà đối với Thuận thì Ether bây giờ vẫn là mạng lưới mà được nhiều người sử dụng nhất Đây là thông tin mà Thuận muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà theo dõi cái video ngày hôm nay Thì ở phần cuối video này Thuận muốn dành một ít thời gian để mà chia sẻ một số những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital và nhiều bạn có thể biết là bản thân thuần chỉ thích hô và đầu tư dài hạn nên là trung bình giá thuần thì không có thích trade hàng ngày nhưng mà thông tin này dành cho những bạn nào mà đang tìm hiểu những sàn giao dịch thì trước hết chúng ta có những ưu đãi liên quan tới sàn margin fx đây là một cái sàn margin nhưng mà hiện bây giờ là không có hỗ trợ hoa kỳ nhưng mà những cái nơi khác là có thể được sử dụng như là ở việt nam ở canada vân vân và bây giờ sàn fx đang có một cái đợt ưu đãi liên quan đến tết việt nam và trong đó chúng ta có những chương trình đầu tiên hết là cuộc thi demo, có nghĩa là các bạn có thể là tham gia với tài khoản thử nghiệm nhưng mà có thể được được thưởng đọc tether và tổng như thưởng trị giá lên tới 2 ,998. chương trình thứ nhì là cạnh tranh tài khoản thật và các bạn thấy được là cạnh tranh tài khoản thật đó là chúng ta có thể đạt được cái tổng như thưởng lên đến trị giá là 12.800 đồng USDT. Và cuối cùng hoạt động thứ ba là chia sẻ lợi nhuận với bạn bè để giành được thưởng may mắn và các bạn sẽ được là cái tổng số giải thưởng có thể lên tới 1 103 đồng Tether. Đây là những cái thông tin căn bản các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới này để tìm thấy những thông tin chi tiết hơn. Và ngoài ra như bạn nào mà đăng ký tài khoản mới đó thì 20 người đăng ký đầu tiên sẽ được 1000 điểm Snap, 80 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 500 điểm Snap và 100 người đăng ký tiếp theo sẽ được thưởng 250 điểm Snap. Và chương trình này các bạn thấy được là sẽ diễn ra vào ngày 28 tháng 1 và kết thúc vào ngày 4 tháng 2. Và đương nhiên các bạn cần phải sử dụng link giới thiệu của Thuận Capital bằng cách là bấm vào link đăng ký hay là các bạn có thể thêm vào cái mã là WQ30AOB khi mà các bạn đăng ký sàn FX. Kế tiếp chúng ta sẽ nói tới một sàn khác cũng là một sàn margin nhưng mà có hỗ trợ US Trader đó chính là sàn EMT. Thì sàn này là một cái sàn mà hiện bây giờ các bạn thấy được là có deposit bonus, cái nghĩa là các bạn có thể được thưởng và giải thưởng có thể lên tới là 620 đồng USDT, các bạn có thể được thưởng cái deposit bonus lên tới 400 USDT và cộng vào đó nữa là các bạn có thể được thưởng thêm 220 đồng USDT khi mà các bạn hoàn thành một số nhiệm vụ. Và sàn này là một sàn mà cho các bạn sử dụng margin cũng như là các bạn có thể là sử dụng những cái chức năng như là chức năng copy trade. Và kế tiếp chúng ta sẽ nói tới sàn Binance quốc tế, sàn này thường nghĩ là không cần phải giới thiệu nhiều, đây là sàn lớn nhất hiện bây giờ và các bạn tham gia thông qua Linh Thuận Capital các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch thông thường và 10% phí giao dịch futures. Các bạn chỉ cần bấm vào một trong 2 link này các bạn sẽ được thưởng cả hai. Các bạn bấm vào link đăng ký giao dịch spot các bạn sẽ thấy được là bên dưới sẽ để là kickback rate 20%. Đây là một chuyên dẫn chứng là các bạn có thể nhận được 20% giảm phí giao dịch khi các bạn đăng ký thông qua Linh Thuận Capital. Một lần nữa các bạn chỉ cần đăng ký một trong 2 link thôi thì các bạn sẽ được thưởng phần thưởng cho cả hai futures và giao dịch thông thường. Tiếp tiếp là sàn Binance US. Đây là sàn mà dành cho những bài nào mà đang ở Hoa Kỳ. Các bạn có thể tham gia vào. Và đương nhiên những dịch vụ mà Thuận mới vừa nói tới các bạn có thể là bấm vào cái link màu xanh lá cây đăng ký giúp hỗ trợ. Thì bên nhóm của Thuận sẽ cố gắng để mà trả lời những thắc mắc của các bạn khi các bạn sử dụng những cái dịch vụ này cũng như là kết nối với các bạn với lại những cái Telegram chính thức tiếng Việt của những dịch vụ này. Và chúng ta cũng có sàn Bybit, một sàn margin rất nổi tiếng mà Thuận làm video gần đây. Các bạn thấy được là sàn này là một sàn mà hiện bây giờ cũng không hỗ trợ Hoa Kỳ Nhưng mà những bạn khác ở những nước khác thì có thể đã sử dụng Và bây giờ sàn Bybit đang có một cái chương trình rất là lớn Các bạn có thể được thưởng lên tới 620 đô la Và đây là một cái chiến dịch đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 5 tây tháng 2 và nói trở lại liên quan đến sàn MT thì các bạn thấy được là cái bonus này sẽ kết thúc vào ngày 26 tây tháng 2 cho những bạn nào mà có hứng thú. Chúng ta bây giờ hãy nói tới cái sàn mà rất đầu tiên ở Hoa Kỳ đó chính là sàn Coinbase. Đây là một cái sàn mà cho những bạn mới sử dụng, rất dễ sử dụng. Các bạn có thể là đăng ký thông qua liên thuận Capital, được. Các bạn sẽ được tặng 10 đô la sau khi mà deposit và mua 100 đô la bất cứ một cái crypto nào. Kế tiếp nữa chúng ta sẽ nói tới ứng dụng BlockFi. Đây là một cái ứng dụng tham gia để mà các bạn có thể được lãi hàng tháng và bây giờ các bạn có thể được bonus deposit lên tới 250 đô khi mà sử dụng link của thuận capital. Đây là một vụ mình thường đã sử dụng gần như là một năm nay Và kế tiếp đó chính là Crypto Khoan Tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là chúng ta sử dụng dữ liệu của Crypto Khoan rất là nhiều Ở trên channel này Và các bạn có thể được thưởng 30 đô la credit Khi mà các bạn nâng cấp tài khoản Thông qua link của Thuận Capital Và đây là những dịch vụ mà Thuận muốn giới thiệu với các bạn Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video ngày hôm nay Và Thuận sẽ hẹn lại các bạn trong cái video kế tiếp Tạm biệt các bạn